Dạ, mình chào quý cô chú anh chị em trên kênh ha. Hôm nay tiếp tục đến huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp nha. Đến nhờ vườn của anh Toàn Nguyễn có một số bông trà muốn giao lưu tới quý cô chú anh chị em mình ha. Rồi, chào anh Toàn. Dạ chào anh Pháp, chào tất cả bà con đang xem kênh Pháp Thái TV ạ. Thì hôm nay em có lên một số hoa trang để giao lưu cùng cô chú. Địa chỉ của em là ở 3 xã Tân Nghĩa, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Số điện thoại giao lưu là 0966 705151, cũng là số Zalo ạ. Thì em lên mã số đầu tiên là cây chè son sữa ạ, mã số 1. Cây thần chậu của anh chị em, trồng chậu từ nhỏ đang búp vào hoa. Dạ, cây chiều cao á là 90. Dạ, tán ngang của nó là 70. Dạ, thoát thân của nó là 40. Dạ, hoành nó 5 ạ. Dạ, mã số 1 là cái giá là 200 ngàn ạ. Dạ, tiếp theo mã số 2. Cây vàng sọc Tiền Giang đời đầu anh chị. Dạ. Dạ, cây chiều cao là 1m1. Dạ, tán ngang của nó là 60. Dạ, thoát thân của nó là 60 luôn ạ. Dạ, hoành nó 5,5 tính 5 ạ. Dạ, mã số 2 này cái giá là 180 ngàn ạ. Dạ, tiếp theo mã số 3 thì đỏ nhung lá cẩm thạch ạ. Dạ, cây chiều cao là 80. Tán ngang nó là 55. Dạ, thoát thân nó 30. Dạ, hoành nó 4 ạ. Dạ, mã số 3 này có giá là 160 ngàn ạ. Tiếp theo mã số 4 là cây dàn sọc Tiền Giang đời đầu nữa. Dạ, cây chiều cao là 1m. Dạ, tán ngang nó là 70. Dạ, thoát thân của nó là 40. Dạ, hoành nó 5 ạ. Dạ, mã số 4 này có giá là 180 ngàn ạ. Dạ, tiếp theo mã số 5 là cây đỏ kép Ngọc Châu đó. Đang phun búp của anh chị em. Dạ, cây chiều cao là 80. Dạ, tán ngang nó 50. Dạ, thoát thân của nó là 15. Dạ, hoành nó là 4 ạ. Dạ, mã số 5 này cái giá là 180 ngàn ạ. Dạ, tiếp theo mã số 6 thì dàn sọc Tiền Giang đời đầu ạ. Dạ, cây chiều cao là 1m1. Dạ, tán ngang của nó là 70. Cây này hai mặt hoa đúng chị em. Dạ, thoát thân của nó là 60. Dạ, hoành của nó là 5 ạ. Dạ, mã số 6 này giá là 180 ngàn ạ. Dạ, tiếp theo mã số 7 là cây đỏ hồng kép, cây đỏ hồng kép ạ. Dòng này hoa rất là đẹp luôn. Cứng búp dạ, chừng anh chị. Cây chiều cao là 85. Dạ, tàn ngang của nó là 70. Dạ, thoát thân của nó 30. Dạ, hoành nó 5 ạ. Dạ, mã số 7 này cái giá là 200 ngàn ạ. Dạ, theo mã số 8 là một cây vàng sọc đang phun bông à. Dạ, cây chiều cao là 80. Dạ, tán ngang của nó là 55. Dạ, thoát thân của nó là 40. Dạ, hoành nó 6 ạ. Dạ, mã số 8 này cái giá là 180 ngàn ạ. Dạ, tiếp theo mã số 9 cái đỏ hồng kép à. Dạ, cây chiều cao là 1m1. Dạ, tán ngang của nó là 60. Dạ, thoát thân của nó là 70.
Dạ hoành của nó là 6 ạ. À. Và mã số 9 thì có giá 180.000 ạ. À. Để xem mã số 10. Cái okay, vàng sọc Tiền Giang này đâu ạ? À. Full bông mà. Không còn sót cái đọt nữa. Dạ cây vừa cao là 90. Rồi tán ngang nó 60. Dạ thuốc thân nó là 35. Dạ hoành nó 5 ạ. Dạ mã số 10 này có giá là 180.000 ạ. Dạ xem mã số 11. Dạ cây Mỹ vàng sọc ánh kim ạ. Dạ cây vừa cao là 80. Tán ngang nó 40. Dạ thuốc thân nó là 18. Dạ hoành nó 4. Dạ mã số 11 này giá là 180.000 ạ. Dạ tiếp theo mã số 12. Cây vàng sọc Tiền Giang chân dài. Dạ. Có thân cao anh chị. Trồng trên chậu từ nhỏ. Cây rất là mực. Dạ cây chiều cao là 1m2. Dạ tán ngang có 50. Dạ. Dạ thốt thân của nó là 66 ạ. À. Dạ hoành nó 4 ạ. À. Dạ mã số 12 này giá 180.000 ạ. À. Dạ thêm mã số 13. Cái vàng sọc Dubai. Dubai. Sọc xanh đó anh chị. À, nó lên sọc xanh. Cái hoa vàng rất là đẹp. Dạ cây chiều cao là 1m2. Dạ tán ngang nó là 80. Dạ thoát thân của nó là 50. Và nơi trí này, này là 7 ạ. À. Dạ mã số 13 này có giá là 300.000 ạ. À. Mã số 14, ok Mỹ Cam ạ. Một cốt tàn tròn xe. Đây cái chiều cao là 90. Dạ tán ngang cũng 90 luôn ạ. Dạ thoát thân nó là 20. Dạ quanh nó chiếc này là 10 ạ. Dạ mã số 14 này có giá là 300.000 ạ. Mã số 15 là cây đó kép Ngọc kép Châu. Châu. Cây phồng tàn rất là to anh chị. Dạ cây chiều cao là 1m. Đó, nã luôn rồi. Tàn nặng quá. Hoa lên kịch kép rất là đẹp. Dạ thấu thân đó là 30. Dạ hoành nó 7 ạ. À. Đây cái hoa này rất là to. Dạ mã số 15 này cái giá là 250.000 ạ. Số 16. Thái đỏ tàn tròn của anh chị. Dạ cây chiều cao là 45. Tàn ngang của nó là 60. Dạ thoát thân của nó là 8. Dạ hoành nó là 9,5 ạ. Dạ mã số 16 này có giá là 250.000 ạ. À. Mã số 17,
cây tím sen. Cây tím sen. Dạ, cây chiều cao là 90. Tán ngang của nó là 80. Dạ, thân của nó là 10. Dạ, hoành nó cũng 10 luôn ạ. Dạ, mã số 17 này cái giá là 250.000 ạ. Dạ, đúng rồi, mã số 18. Cây tím sen tiếp theo. Dạ. Cây tàng nón quý anh chị. Dạ, cây chiều cao là 90. Dạ, tán ngang của nó là 80. Dạ, tóc thân nó 5 sen. Dạ, hoành nó 11 ạ. Dạ, mã số 18 này giá là 250.000 luôn ạ. Dạ, xem mã số 19. Dạ, thái đỏ à. Dạ, cây chiều cao là 1m1. Dạ, tán ngang nó 70. Dạ, thoát thân của nó là 20. Dạ, hoành nó là 13. Dạ, mã số 19 này cái giá là 200.000 ạ. Dạ, tiếp theo mã số 20. Dạ, cây chiều cao là 1m. Dạ, tán ngang nó 60. Dạ, thoát thân nó 15. Dạ, hoành nó 9. Dạ, mã số 20 nữa giá là 180.000 ạ. Dạ, tiếp theo mã số 21. Thái đỏ. Dạ, cây chiều cao là 70. Dạ, tán ngang của nó là 60. Dạ, thoát thân của nó là 15. Dạ, hoành nó 8 ạ. Dạ, mã số 21 là cái giá 160.000 ạ. Dạ, tiếp theo mã số 22. Cây thoát thân cao quá anh chị. Dạ, cây chiều cao là 75. Dạ, tán ngang của nó là 60. Dạ, thoát thân nó là 22. Mình đo chỗ này là 9 ạ. Dạ, mã số 22 này giá 160.000 ạ. Dạ, dạ, tiếp theo mã số 23 là khôi. Dạ. Thái vàng quý anh chị. Dạ, cây chiều cao là 15. Tán ngang khôi là 20. Dạ, hoành của nó là 19 ạ. Cây rất là già. Dạ, mã số 23 này cái giá là 180.000 ạ. À, tiếp theo mã số 24. Vẫn là thái vàng luôn. Dạ. Dạ, chiều cao phôi á là 19. Ngang phôi là 25. Dạ, hoành 20 ạ. Dạ, mã số 24 thì giá là 180.000 ạ. Dạ, tiếp theo mã số 25. Phôi thái đỏ. Dạ, chiều cao phôi là 15. Tán ngang của phôi là 19. Dạ, hoành nó 16 ạ. Dạ, mã số 25 giá là 180.000 ạ. Dạ, mã số 26. Thái đỏ luôn. Thái đỏ. Dạ, cái chiều cao 19. Tán ngang 16. Mình đo vị trí này là 16 ạ. Dạ, mã số 26 này giá là 180.000 ạ. Dạ, tiếp theo thôi, mã số 27. Thái vàng. Dạ, chiều cao thôi là 19. Tán ngang cũng là 18. Dạ, hoành là 18 luôn ạ. Dạ, mã số 27 này giá 180.000 luôn ạ.
Dạ tiếp theo. Số 28. Dạ chiều cao 15, tán ngang 19. Dạ hoành 20 ạ. Dạ vẫn là 180.000 luôn ạ. Mã số 28. Dạ đây mã số 29. Ôi thay đỏ. Thay đỏ. Dạ, chiều cao 15, tán ngang 19. Vành 16 à. Vậy mà số 29 là vẫn 180.000 ạ. Dạ tiếp theo mã số 30. Đó là thái vàng đúng không chị? Dạ. Chiều cao 15, nó ngang 15. Vành nó 16. Vậy mã số 30 này vẫn là 180.000 ạ. Dạ tiếp theo mã số 31. Thái đỏ à. Thái đỏ. Dạ chiều cao là 17, tán ngang 20, dạ hoành 20 luôn ạ. Dạ mã số 31 thì vẫn là 180.000 ạ. Dạ. Dạ tiếp theo mã số 32, thái dạ vàng một cốt à. Dạ mã của clip. Dạ chiều cao là 19, tán ngang 12. Đó. Đây là 14. Để nở của anh chị em. Dạ đôi dưới này là 20 ạ. Dạ mã số 32 có dưỡng là 180.000. Dạ cảm ơn bà con đã xem clip, mong bà con xem và ủng hộ ạ. Rồi hẹn gặp lại anh chị một clip tiếp theo ở nhà vườn nha.